Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Liệu mọi người có biết rằng Peaky Blinders hay là Bóng Ma Anh Quốc mùa thứ 6 đã dần đến được với toàn bộ khán giả đại chúng rồi hay không? Và đương nhiên là như thường lệ, trong lúc chờ đợi tất cả các tập của mùa cuối cùng này lên sóng, thì ngày hôm nay hãy cùng chúng mình đi qua toàn bộ những diễn biến trong cả 5 mùa phim đã qua thôi nào. Video này sẽ rất dài nên ta hãy đừng mất thêm thời gian nữa mà hãy cùng bắt đầu thôi. Let's go! Peaky Blinders lấy bối cảnh tại xứ sở sương mù năm 1919, hay cụ thể hơn là Birmingham sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất khép lại. Series phim là câu chuyện xoay quanh băng nhóm Peaky Blinders của gia đình Shelby, với người đứng đầu là Thomas Shelby hay với cái tên thân thương hơn là Tommy. Nhà Shelby thường hoạt động chủ yếu dựa vào các cuộc cá cược và các hoạt động ngầm như bao băng đảng tội phạm khác. Mọi chuyện chính thức bắt đầu khi Tommy quyết định sẽ can thiệp và dàn xếp kết quả của các cuộc đua ngựa thông qua việc giao lưu với một nhóm nhỏ người Trung Quốc, những người sở hữu một thứ bột đỏ kỳ ảo có thể khiến cho một con ngựa trở nên bất bại. Và chỉ cần có thế, nhà Shelby dễ dàng dàn xếp mọi cuộc đua ngựa tại Birmingham. Hành động này của Tommy khiến cho anh trai mình là Arthur Shelby không hài lòng vì lo lắng sẽ gây ra rắc rối với Billy Kimber, người chủ trì các cuộc cá cược tại Birmingham. Một cuộc họp gia đình xảy ra và Tommy vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của mình. Và đương nhiên là không ai trong gia đình có thể ngăn cản được anh. Cũng trong lúc đó thì thanh tra Chester Campbell được cấp trên là Winston Churchill gửi đến Birmingham, mục đích là để truy tìm lại một thùng hàng chứa 25 khẩu súng liên thanh kèm với đạn đã bị đánh cắp trên đường vận chuyển. Ngay khi đặt chân tới Birmingham, Campbell đã lôi Arthur ra chất vấn vì cho rằng nhà Shelby có dính líu đến chuyện này. Tuy nhiên thì Arthur không hề biết chuyện gì cả, bởi mọi sự tình đều xuất phát từ Tommy khi anh cùng các đồng bọn đã vô tình cướp nhầm thùng hàng chứa những khẩu súng này. Nhưng anh lại quyết định giữ lại thay vì trao trả, bất chấp sự ngăn cản của dì Polly. Lúc này thì một rắc rối khác cũng xảy ra. Ada Shelby, em gái út trong gia đình, đã có mối quan hệ với Freddie Thorne, một người theo đảng Cộng sản và đang chủ trì các cuộc đình công tại Birmingham. Rõ ràng là Freddie cũng không hề vừa mắt Tommy một chút nào. Trong lúc cả hai sắp gây ra chuyện thì bất ngờ Danny, một người bạn thân của cả hai ở thời chiến, nay mắc di chứng tâm lý nặng nề hậu chiến tranh, đã lao vào quán rượu rồi làm loạn, buộc cho Tommy và Freddie ngay sau đó phải cùng nhau khống chế. Chính vì căn bệnh tâm lý đang ngày càng trở nên vô cùng nặng nề như thế mà Danny đã vô tình giết chết một người Ý, khiến cho băng đảng của chúng bắt buộc Tommy phải đích thân giết bạn mình. Tuy nhiên thì Tommy chỉ giả vờ bắn gục Danny bằng một khẩu súng được nhồi não heo bên trong và để đồng bọn mình bao che cho anh. Ngoài ra thì Grace Burgess, một mật vụ hoạt động dưới trướng của Campbell, đã đóng giả là một người hầu gái để xin vào làm ở quán rượu Garrison, hòng điều tra thêm về những khẩu súng. Tạm giải quyết ổn thỏa xong chuyện với bọn người Ý, Tommy, Arthur và John Shelby đã đi gặp băng đảng Lees để hỏi mua một con ngựa hòng chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo. Nhưng tại đây thì người của Lees đã vô tình xúc phạm nhà Shelby. Không chần chờ gì thêm, ba anh em lao vào ẩu đả cực kỳ gay gắt với bọn chúng và từ đó nổ ra thêm mối hận thù của hai phe phái. Ngay khi nhà Shelby rời khỏi thành phố, Campbell đã dùng quyền lực của mình để lục soát nhà dân hòng tìm ra những khẩu súng. Và họ vô tình phát hiện ra nhà Shelby có quan hệ với đảng Cộng sản thông qua tang chứng do Freddie vô tình để lộ. Để trả thù sự lộng quyền của Campbell, Tommy đã ra lệnh cho mọi người lấy hết những tấm hình của Đức Vua đang treo trong nhà đem ra đốt. Sự việc này đã nhanh chóng tới tai của Churchill và Campbell nhanh chóng bị trách phạt. Nhận ra là mình đã đụng phải một ổ kiến lửa, Campbell đành phải hẹn gặp Tommy một cách đàng hoàng để giải quyết. Tại buổi gặp mặt, Tommy bất ngờ chơi phủ đầu Campbell khi tiết lộ rằng người nhà anh đang giấu những khẩu súng kia. Tuy nhiên thì để giao trả lại thì Campbell phải hỗ trợ băng đảng Peaky Blinders trong công cuộc trở thành một nhà cái lớn. Ngoài mặt thì đồng ý, nhưng Campbell cũng đã âm thầm ra lệnh cho Grace tiếp cận sát hơn với Tommy để dò la tin tức. Trong lúc Tommy đang mải lo chuyện lớn thì Ada đã mang thai với Freddie, nhưng Freddie đã bỏ trốn trước đó nên anh không hề biết đến chuyện này. Polly sau khi biết chuyện cũng đã kể cho Tommy nghe và khuyên anh nên tìm cách liên lạc với Freddie. Dù tức giận với cả em gái mình và Freddie là thế, nhưng anh cũng đã liên lạc được với Freddie và yêu cầu anh ta hãy dẫn em gái mình ra khỏi thành phố. Thế nhưng ngay khi biết chuyện, Freddie đã trở về, cầu hôn Ada và lại không chịu rời đi như yêu cầu của Tommy. Mặt khác thì sự việc băng Peaky Blinders gây hấn với băng Lees cũng đã tạo ra một số rắc rối khi con ngựa chiến mà Tommy mua từ bên đó ngay lập tức bị chấn thương, khiến cho anh phải tự tay giết nó đi. Đem nỗi buồn trở về quán Garrison, Tommy được an ủi đi phần nào nhờ sự xuất hiện của Grace. Sang ngày hôm sau, chuyện dàn xếp cá cược của băng đã bị Billy Kimber phát giác. Hắn ta ngay lập tức kéo người đến để hỏi tội cả băng. Nhưng nhờ tài ăn nói của bản thân mà Tommy đã kéo Kimber về phe để cùng nhau chống lại băng Lees, kẻ thù chung hiện tại của cả hai. Dù rằng Tommy đã che giấu rất kỹ chuyện mình đánh cắp những khẩu súng kia, nhưng một số người thuộc phiến quân IRA cũng đã tìm đến anh và hỏi mua chúng. Nghe được cuộc trò chuyện của những người mà bản thân mình rất căm thù, Grace đã âm thầm bám theo một trong số bọn chúng. Nhưng hắn ta lại bất ngờ phát hiện ra và khống chế cô, buộc cho Grace phải bất đắc dĩ bắn hạ hắn. Hành động này đã được Campbell bao che và điều hướng mọi người sang rằng người đã giết hại kẻ thuộc IRA kia chính là người của Peaky Blinders.
Chưa đủ đau đầu với những sự việc trên, bất chấp chuyện Polly đích thân đưa tiền sau tiệc cưới thì Freddy vẫn nhất quyết không rời đi. Anh còn đích thân nói điều đó cho Tommy hay. Không còn cách nào khác ngoài bỏ ngoài tai những chuyện không vừa ý, băng Vicky Blider đã bắt đầu lên đường để thực hiện kế hoạch lấy lòng tin của Billy Kimber. Arthur và John cùng các anh em sẽ âm thầm bám theo nhà Liz để lấy lại số tiền mà chúng đang cố gắng cướp từ những cuộc cá cược của nhà cái thuộc quyền sở hữu của Kimber. Và hành động đích thân lấy lại số tiền này của Tommy đã lấy được lòng tin của hắn ta. Chưa kể đến là anh cũng dẫn theo Grace đến buổi tiệc do hắn tổ chức vì anh biết rằng hắn ta để ý đến cô. Cuộc trao đổi về việc nhà Shelby sẽ có quyền điều hành dưới trướng của Kimber tại Birmingham diễn ra êm xuôi. Tuy nhiên thì Kimber muốn bổ sung thêm vào một điều khoản, đó là hắn sẽ có được Grace và Tommy đã chấp nhận. Nhưng rồi thì ngay lúc mà Kimber tính giở trò đổi bại với cô, Tommy đã suy nghĩ lại. Anh xông thẳng vào phòng của hắn, nói dối rằng Grace là một ả điếm và đang mắc bệnh lậu để giúp cô thoát khỏi chuyện này. Ngoài ra thì rắc rối liên quan đến băng đảng nhà Liz tiếp tục gây cản trở cho gia đình và công việc làm ăn của băng Peaky Blinders. Chúng đã nhân cơ hội Tommy cùng các anh em vắng mặt để xông vào nhà cái mà gia đình Shelby đang quản lý để cướp bóc, đồng thời là gài bom ngoài xe của Tommy khiến cho em trai út nhà anh sánh thiệt mạng. Nhận ra là không thể để chuyện này cứ tiếp tục mãi, Tommy đã nghĩ ra một kế để chấm dứt mọi thứ. Đó là anh sẽ làm hòa và kết đồng minh trở lại với nhà Liz bằng cách cho John kết hôn với Esme, một đứa con gái trong gia đình nhà Liz. Cả hai sẽ liên minh cùng nhau để chống lại Billy Kimber. Về phía John, cu cậu bất ngờ thổ lộ mong muốn kết hôn với Lizzie, một cô gái điếm trong thành phố. Và để chứng minh rằng cậu đã chọn sai người, Tommy đã đi gặp Lizzie và phát hiện ra cô ta vẫn tiếp tục hành nghề, chứ không bỏ như đã hứa với John. Anh cũng đã hoàn thành nốt công việc còn sót lại với Billy Kimber khi lấy được giấy phép hành nghề nhà cái chính thức từ hắn ta. Cũng như anh đã bổ nhiệm Grace vào làm thư ký riêng cho mình, không hề hay biết rằng cô đang là tay trong của Campbell vì bản thân Tommy đã chót yêu mất rồi. Sang ngày hôm sau, dù rằng bất ngờ vì bị ép cưới người mà anh không hề hay biết, John vẫn đồng ý thuận theo kế hoạch của các anh em mình và làm đám cưới với Esme. Ada và Freddy dù đã cùng nhau lẩn trốn Tommy trong thành phố, nhưng để góp vui cùng với em trai mình thì Ada cũng đã tham gia lễ cưới và lâm bồn trong lúc vui chơi tại đây. Vì chuyện vui đang diễn ra nên Tommy đã cho phép Freddy đến gặp con của mình. Tuy nhiên thì Grace đã nghe được thông tin này rồi báo lại cho Campbell biết. Thế là ngay lúc Freddy đến thăm đứa con trai vừa chào đời, cảnh sát đã ngay lập tức ập đến và bắt giữ anh. Ada và Polly dù không biết sự tình nhưng cũng đã rất tức giận với Tommy vì nghĩ rằng anh đã làm chuyện đó. Một sự việc hy hữu khác cũng đồng thời xảy ra. Arthur Shelby Sr., người bố đã bỏ gia đình mình ở lại cách đây hơn một thập kỷ trước, bắt đầu tìm về với gia đình. Dù Tommy và John vẫn nhất quyết từ chối sự hiện diện của ông, nhưng người anh cả của cả hai thì lại khác. Với bản tính có phần hơi tối dạ và cả tin, Arthur Jr. bị bố mình thuyết phục rằng hãy cùng nhau mở một sòng bạc lớn ở đây. Vì thế mà anh đã trộm tiền trong gia đình và đưa cho ông ta. Để rồi thì số tiền đó chỉ được dùng để chi trả cho toàn bộ chi phí ăn chơi của ông ta tại đây. Arthur còn bị ông ta dần cho một trận ngay trước khi mà ông lên đường bỏ lại gia đình mình một lần nữa. Tuyệt vọng và xấu hổ, không dám đối mặt trực diện với em trai của mình, Arthur đã chọn cách tự tử. Nhưng như thường lệ, anh cũng đã thất bại trong việc tự kết liễu bản thân mình. Sau sự việc đó thì hai anh em đã hiểu nhau hơn. Arthur cũng biết được rằng em trai chưa bao giờ coi thường anh cả. Và thế là ba anh em, bao gồm cả John, đã cùng nhau đứng tên và tiếp tục phát triển công ty của gia đình Shelby. Nhưng mọi chuyện mà êm ấm như thế thì đây không phải là băng Peaky Blinders. Một người khác thuộc IRA đã đến và hỏi tội Tommy về người của hắn bị giết khi đến đây vài tháng trước. Bản thân của Tommy vẫn chối chuyện này khi anh không hề hay biết rằng Grace mới là người giết hắn ta. Đồng thời thì hắn ta cũng hỏi mua về những khẩu súng mà Tommy đang giấu. Nghĩ rằng chỉ còn cách bắt nhốt nốt luôn bọn này thì bản thân mới được yên ổn, Tommy chấp nhận giao kèo nhưng vẫn không quên báo chuyện này cho Campbell với hy vọng rằng ông ta sẽ hỗ trợ anh trong việc bắt bọn chúng. Ngay đêm đó thì hai người của IRA đã đến gặp để trao đổi, đồng thời dự tính khử luôn Tommy. Anh biết được trước chuyện này nên đã nhờ Grace hỗ trợ mình. Grace biết rằng cảnh sát sẽ không ập vào mà thay vào đó bọn chúng sẽ đợi cho hai phe tự xử nhau nên cô đã ra mặt và thẳng tay bắn chết một trong số bọn chúng. Tên còn lại cũng bị Tommy hạ gục ngay sau đó. Qua sự việc này thì dù Grace cũng đã phải lòng với Tommy nhưng cô cũng biết được rằng những khẩu súng kia đang được giấu dưới ngôi mộ giả của Danny. Và vì chuyện đại sự của quốc gia, cô nhờ Campbell rằng sẽ không đụng tới nhà của Shelby sau khi tìm được những khẩu súng rồi nói cho hắn ta hay về chỗ giấu. Campbell sau khi tìm được những khẩu súng của mình và phát hiện ra thiếu một khẩu, nhưng hắn đã khá vui mừng. Hắn nhân lúc đó đã cầu hôn với Grace nhưng đã bị cô từ chối. Tức giận vì biết rằng Grace đã yêu Tommy, Campbell kéo người đến quán Garrison để bắt anh. Nhưng Tommy đã được Grace cho lưu tới nhà của mình để ẩn náu. Cả hai sau đó cũng đã có một đêm mặn nồng cùng với nhau, bất chấp những sóng gió vừa phải trải qua. Campbell dù lập chiến tích, nhưng để quên đi nỗi sầu về Grace thì ông đã đi vui vẻ tại một phố đèn đỏ trong thành phố. Tại đây thì ông bị Tommy bắt gặp, nhưng thay vì xấu hổ thì Campbell nhắc khéo Tommy rằng anh đang bị chơi khăm bởi tay trong của ông. Bỏ hết mọi thứ ngoài tai từ một kẻ sắp rời khỏi thành phố, Tommy vẫn tiếp tục kế hoạch đánh úp Billy Kimber của mình.
anh lên kế hoạch sẽ cùng với nhà Liz hạ gục người của Kimber khi cuộc giao dịch của hai bên diễn ra ở Worcester. Đồng thời thì anh cũng đã nhờ Danny đem khẩu súng máy còn lại vẫn được thủ sẵn để đi cứu lấy Freddy. Nhưng trong lúc mà cả băng Peaky Blinders đang vui vẻ và Tommy dự tính sẽ kết hôn với Grace khi nói với cô về tình cảm của mình thì mọi chuyện bất ngờ đổ vỡ. Người của Kimber đã biết chuyện thông qua Campbell vì Grace đã tiết lộ cho ông trước đó. Thế là băng Peaky Blinders đã phải tự thân chống lại quân địch tại thị trấn của mình. Polly sau khi biết rằng Grace là tay trong của cảnh sát đã tìm đến gặp cô. Tuy nhiên thì vì trước đó Grace đã cứu Tommy nên Polly chỉ yêu cầu cô rời khỏi thành phố mà không hề làm hại cô. Mặt khác thì cuộc chiến giữa băng Peaky Blinders và Billy Kimber bắt đầu. Với quân số vượt trội, tưởng chừng như băng của Kimber sẽ có khí thế hơn, nhưng Freddy đã xuất hiện cùng với khẩu súng máy xịn sò của mình và khiến cho thế trận trở nên cân bằng. Đột nhiên, Ada bất ngờ chen ngang vào cuộc chiến, khuyên cả hai bên nên dĩ hòa vi quý. Thế nhưng, Kimber đã bất ngờ đứng ra và bắn Tommy, đồng thời giết hại Danny đang cố che cho anh. Tommy cũng nhân cơ hội đó mà ra tay và giết chết Kimber chỉ trong một phát bắn. Cuộc chiến khép lại khi thủ lĩnh của hai bên đã so tài 1-1 xong xuôi. Sau cuộc chiến, Tommy đã đi gặp Grace và được cô khuyên rằng hãy cùng đến London. Nhưng đương nhiên là Tommy không thể bỏ mặc gia đình mình ở lại. Tại nhà ga, Campbell đã đến gặp Grace và một tiếng súng đã vang lên. Mùa phim đầu tiên của Bóng Ma Anh Quốc tạm thời khép lại. Tiếp tục với những diễn biến ngay cuối mùa phim trước. Tiếng súng vang lên thực chất là từ Grace. Dù phát đạn không lấy mạng được Campbell nhưng cũng đủ khiến cho ông ta gục ngay tại chỗ và bị di chứng về sau. Hai năm sau, thời điểm mà băng Peaky Blinders đang làm ăn vô cùng phát đạt thì một tin buồn đã đến với đại gia đình nhà Shelby. Freddy Thorne đã qua đời bởi một cơn bạo bệnh. Ada trở thành bà mẹ đơn thân, đồng thời cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà Shelby. Trở về sau tang lễ, Tommy bàng hoàng khi nhận ra quán rượu Garrison đã bị hai người phụ nữ lạ mặt đến đốt. Lờ mờ đoán ra được người đứng sau sự việc này, Tommy đi đến một nơi có sự hiện diện của hai người bí ẩn thuộc phiến quân IRA. Tại đây thì Tommy đã bị bắt ép phải thực hiện cho bọn chúng một phi vụ ám sát mà anh không thể khước từ. Mặt khác thì thiếu tá Campbell đã quay trở lại Birmingham. Tuy nhiên thì Tommy không quá để tâm đến hắn ta. Anh gọi mọi người trong gia đình lại để chuẩn bị cho cuộc họp gia đình, thông báo cho tất cả về kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của nhà cái ra đến tận London. Bất chấp lời phản đối của hai vợ chồng John và dì Polly, sau khi thu xếp việc ám sát theo yêu cầu của phía IRA ngày hôm trước, ba anh em đã cùng nhau đem cái xác đó đi giấu rồi đến London để khảo sát. Tại thủ đô của xứ sở sương mù, ba anh em nhà Shelby đã làm loạn tại một hộp đêm thuộc quyền sở hữu của ông trùm Darby Sabini. Trở về sau cuộc ẩu đả hòng thể hiện uy quyền của bản thân xong, Tommy gặp lại Lizzie để rồi thuê cô làm thư ký cho mình, đồng thời khuyên cô bỏ nghề gái bán hoa. Sau đó ít lâu thì nhóm người của Sabini đã tìm đến Birmingham để trả thù. Bọn chúng bắt cóc Ada để cưỡng hiếp, đồng thời đánh đập Tommy rất dã man. Nhưng ngay trước khi chúng kịp kết liễu anh, quân của Campbell đã ập đến theo lệnh của Churchill, hòng chuộc lợi Tommy về sau. Tommy sau đó đã được đi cấp cứu kịp thời. Ada cũng được người của Campbell giải nguy, gã thanh tra già cũng tiếp cận với Tommy, thông báo rằng anh sẽ phải hoạt động cho chính phủ khi có chỉ thị sau này vì đã bị nắm thóp. Tommy sau đó đã tự ý xuất viện để đi gặp Charlie và Curly để nhờ cả hai bôi thuốc giảm đau rồi đi nhờ đến London để tiếp tục công việc của mình. Tại Camden Town, Tommy gặp ông trùm hết thời đang bị Sabini đàn áp là Alfie Solomon. Anh thuyết phục băng của hắn ta liên kết với mình để chống lại Sabini. Trở về lại Birmingham, Tommy đã tiến hành việc rửa tiền bằng cách mua nhà cho Ada và cả cho Polly. Đồng thời khi biết được chuyện Polly đang đi tìm con của mình, Tommy cũng đã điều tra về chuyện đó rồi tìm ra được cậu con trai. Anh cũng đưa cho cậu ta địa chỉ để liên lạc với mẹ ruột. Sau đó thì anh nói lại với Polly về việc mình đã tìm ra con trai của bà. Tuy nhiên thì con gái ruột của Polly thì đã được cho là không còn nữa. Ngay khi biết được con trai của mình đang còn sống, Polly ngay lập tức yêu cầu Tommy đưa cho bà địa chỉ, nhưng anh đã từ chối. Và điều này khiến cho Polly như phát điên lên. Vừa giải quyết ổn thỏa chuyện trong gia đình, Tommy vẫn kịp thời chơi khăm Campbell một vố. Anh gửi thẳng thư lên cho Churchill, yêu cầu bản thân phải được hưởng thêm những đặc quyền riêng và điều này đã được ông Churchill thông qua. Tuy nhiên thì chính phủ cũng đã lên kế hoạch bịt miệng anh sau khi mọi chuyện khép lại. Về phía người anh lớn Arthur, anh đang phải trải qua những ngày tồi tệ nhất trong đời. Chính tâm lý bất ổn đã khiến cho Arthur vô tình giết chết một người thanh niên vô tội trên sàn đấu. Để kiểm soát được vấn đề này, Tommy đã cho phép Arthur sử dụng cocaine trong những dịp quan trọng. Trở lại chuyện của dì Polly, Tommy đã nhờ Ada đến để khuyên nhủ bà, nhưng bất thành. Sau một đêm mây mưa cùng với trai trẻ, Polly trở về nhà và gặp lại được con trai của mình, Michael. Sau khi người con trai xa nhà lâu năm trở về, Michael cũng đã có khoảng thời gian tìm hiểu với mẹ và cả đại gia đình nhà Shelby. Đồng thời thì cu cậu cũng cho Tommy thấy được bản lĩnh và khí chất của mình. Quay lại với việc làm ăn, Tommy và John đã đi gặp Billy, người đã từng sát cánh cùng họ trong chiến tranh và đã cử anh kéo quân đến để làm việc cho Alfie Solomon. Ngoài ra thì Arthur cũng gặp một số vấn đề khi bị mẹ của cậu bé mà anh lỡ tay đánh chết ngày hôm trước đến gặp và trả thù. May mắn là mọi chuyện sau đó cũng đã êm xuôi.
gia đình nhà Shelby sau đó cũng tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng của mình. Họ đã chi ra một số tiền lớn cho việc đấu giá một con ngựa tốt để phục vụ cho một cuộc đua do Sabini chủ trì. Phiên đấu giá lúc này có cả Michael tham gia. Tommy đã gặp được May Colton, người liên tục ra giá cao khiến cho Tommy phải bỏ ra nhiều tiền hơn dự kiến để có được con ngựa. Sau đó thì cả băng còn phải đối mặt với tay chăm của Sabini. May mắn là không ai bị thương. Về chuyện làm ăn ngầm với Campbell, Tommy đã đi gặp hắn như lời đã hẹn và bàng hoàng khi thấy hai người thuộc phiến quân IRA ngày hôm trước cũng có mặt ở đây. Lúc này thì anh mới vỡ lẽ khi biết rằng hai người đó hoạt động dưới trướng nhà vua và cả Campbell. Mục đích là để gài bẫy khiến cho anh vướng vào những cuộc ám sát theo ý muốn của chúng. Dù rất tức giận và liên tục từ chối lời đề nghị này, nhưng không khác lần trước là bao, đây cũng là một mệnh lệnh mà anh không thể khước từ. Trong lúc đang nghiên cứu về mục tiêu tiếp theo của mình là thống chế Henry Russell, Michael đã đến văn phòng và xin phép Tommy cho phép mình làm việc với vai trò kế toán cho băng, nhưng anh đã từ chối. Nhưng sau đó thì anh đã thảo luận với Polly và rồi cả hai cũng đã chấp thuận việc Michael làm việc cho băng Shelby. Anh cũng đã có một cuộc tái ngộ với May Colton để nhờ cô huấn luyện cho con ngựa của mình để phục vụ cho giải đấu sắp tới. Trở lại chuyện làm ăn, bên cạnh tin vui là hộp đêm khi trước của Sabini đã bị băng Picky Blinders chiếm đóng nhờ Arthur và John. Có một số lo ngại nhất định, đó là Arthur đã nghiện cocaine hơn mức cho phép và khiến cho Tommy không hề hài lòng. Ngoài ra thì Tommy cũng đang rất lo lắng cho tính mạng của bản thân mình khi phi vụ của anh sắp thực hiện có thể sẽ là phi vụ cuối cùng của anh. Tommy đã sắp xếp các khoản tiền trợ cấp cho con cái của John và Ada nếu chẳng may anh có chuyện gì không lành. Sau đó thì anh đã đến nhà của May và biết được rằng cô là một quả phụ vô cùng giàu có. Cả hai sau đó cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau và có cùng nhau một đêm cực kỳ mặn nồng. Lúc này đây thì Sabini cũng có những động thái riêng của mình. Hắn ta đã tiếp cận Solomon để tái thiết lập lại mối quan hệ của cả hai, hòng đâm sau lưng băng Picky Blinders. Arthur và Billy chính là người đã bị gánh chịu hậu quả. Cả hai đã bị gài vào bẫy của Solomon. Billy bị giết hại, còn Arthur thì bị quy tội giết người và đứng trước hình phạt tử hình. Hộp đêm hôm trước cũng đã bị Sabini lấy lại quyền kiểm soát. Michael cũng bị vạ lây và bắt giam cho tội danh ẩu đả vào đêm mà anh vừa nhận được chức kế toán ngày hôm trước. Tommy thì ngay sau khi nghe chuyện đã tức tốc quay về để gặp Campbell tính sổ. Thế nhưng thứ mà anh nhận được chỉ là sự thúc đẩy cho phi vụ ám sát. Ôm cục tức về nhà, Tommy lại nhận được một cuộc gọi khác, lần này là từ Grace. Và dù vẫn còn đang chịu nhiều rắc rối, nhưng anh đã hẹn gặp cô. Cuộc họp của gia đình Shelby sau đó đã nổ ra đầy căng thẳng. Polly thì đã không còn giữ được bình tĩnh sau khi con trai của mình lại bị bắt đi. Tuy nhiên thì Tommy đã tạm thời không để tâm đến chuyện đó mà chỉ lo cho việc làm ăn, nên khiến cho Polly vô cùng tức giận. Polly đã tự mình đi gặp Campbell, cho hắn ta lạm dụng để rồi đổi lại sự tự do cho con trai mình. Và hành động này của bà đã khiến cho Michael rất thất vọng. Mặc cho nguy cơ đế chế mà mình gây dựng đang đứng trước nguy cơ sẽ sụp đổ, Tommy vẫn gặp Grace đêm hôm đó và cả hai đã ân ái với nhau như những ngày tháng mới quen để chọc tức Campbell. Tạm gác lại chuyện tình cảm của cả hai, những bước chuẩn bị cuối cùng cho phi vụ sắp diễn ra. John đi gặp Arthur và thông báo cho anh biết rằng sắp sửa có biến, đồng thời cũng đến nhà của thống đốc Russell và đánh bom nơi đó khiến cho ông ta phải rời đi chỗ khác. Điều này hòng phục vụ cho việc Tommy có thể tự mình sắp xếp thời gian và địa điểm cho vụ ám sát, chứ không còn chỉ bị phụ thuộc vào Campbell nữa. Phi vụ này sẽ được thực hiện ở giải đua ngựa Essam Derby. Đến với ngày mà giải Derby diễn ra, mặc cho những nỗ lực cố gắng chấm dứt tình cảm của đôi bên giữa Tommy và May, cô vẫn tiếp tục việc huấn luyện ngựa cho anh. Còn về phía Tommy, anh đã viết lại những di thư cuối cùng của mình hòng buộc tội Campbell, đồng thời đi gặp Solomon để tiếp tục giao kèo của đôi bên. Lần này thì nhờ những sắp đặt từ trước cộng thêm khí thế hừng hực của mình, Tommy đã buộc Solomon phải ký kết giao kèo với mình và thả Arthur ra khỏi tù. Tại giải Derby, nhóm của Arthur và John có nhiệm vụ tiếp cận và đốt tất cả giấy phép thông hành từ các nhà cái của Sabini, đồng thời là ăn cắp tiền cược. Tommy thì trong lúc tiếp cận thống đốc Russell đã bất ngờ bị Grace chen ngang. Cô thông báo cho anh rằng mình đã có thai với anh, dù hơi hoang mang trước tin tức này, nhưng anh cũng phải tạm thời gác lại để thực hiện phi vụ. Tại đây thì Tommy cũng đã hẹn Lizzie đến để nhờ cô dụ Russell vào bẫy. Tommy sau đó thì có phần hơi chậm trễ vì phải đi đường vòng. Lizzie chỉ bị Russell hành hung, nhưng Tommy đã đến và bắn chết hắn ta để kết thúc phi vụ. Về phía thiếu tá Campbell, ông ta đã bị dì Polly tiếp cận và bắn hạ một cách rất âm thầm và không để lại dấu vết gì. Tommy thì sau khi xong chuyện đã đi gặp Sabini. Tuy nhiên thì chưa kịp làm gì, anh đã bị một nhóm mật vụ của Campbell tiếp cận và bắt đi để bịt đầu mối. Tại khu đất trống mà Tommy bị đưa đến, anh đã buông xuôi để chấp nhận số phận. Nhưng rồi thì một tên trong số chúng đã bắn hạ hai tên còn lại, cho Tommy rời đi kèm theo lời nhắn rằng Winston Churchill đã để mắt đến anh và sẽ liên lạc trong tương lai. Trở về nhà sau khi mọi chuyện khép lại, Tommy gặp được Michael và cậu nhất quyết muốn gia nhập băng Picky Blinders. Tôi nhanh đến 2 năm sau những gì đã xảy ra trong phần trước. Tommy và Grace đã có một khoảng thời gian yên ấm bên nhau sau khi chồng cũ của Grace đã tự sát vì biết được rằng cô ngoại tình. Ngoài ra thì đứa con trai của cả hai được đặt tên là Charlie.
Tại hôn lễ của Tommy và Grace, chuyện công việc cũng không buông tha cho nhà Shelby. Một người đàn ông Nga tự xưng là Anton Kaledine đã liên lạc với băng Peaky Blinders để tiến hành một cuộc trao đổi tiền tệ mà Tommy đã âm thầm lên kế hoạch từ trước. Cụ thể là một nhà bảo hoàng người Nga muốn mua vũ khí để phục vụ cho cuộc chiến của họ từ băng Peaky Blinders với ông Churchill là trung gian. Vụ giao dịch này là vi phạm chính sách của nhà nước nên phải giữ bí mật. Và nữ công tước tên là Tatiana Petrovna sẽ có mặt ở Birmingham đêm nay để giao dịch số tiền 10.000 đô. Cuộc gặp gỡ của hai bên diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên thì người đàn ông kia bị nghi ngờ là gián điệp nên Arthur buộc phải lấy mạng hắn ta. Lúc này thì ta cũng biết được rằng có một thế lực to lớn hơn đang nắm top Tommy và buộc cho anh phải tham gia vào các phi vụ này nếu không muốn bị triệt đường làm ăn. Trong lúc Tommy đang rối bời như thế, người nhà Shelby lại đang có những mối quan hệ bên lề khác. Bà Polly thì gặp được một người họa sĩ chân thành. Arthur đã có vợ và cô ta tên là Linda, một người mà anh luôn nghe theo răm rắp. Ở những diễn biến tiếp theo thì ta được biết rõ hơn đôi chút về phi vụ mà Tommy đang thực hiện. Thứ vũ khí mà người Nga kia muốn mua thực chất là những chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng. Hai người trực tiếp đứng ra giao dịch với Tommy gồm mục sư John Hughes, người thuộc bộ phận chống cộng sản, và Romanov, một đại công tước của Nga. Hai con người này thực sự luôn tìm cách gây khó dễ với Tommy. Đối với ông Romanov, ông đang giao kết với nữ công tước Isabella rằng sẽ diệt khẩu Tommy sau khi mọi chuyện khép lại. Tên John Hughes thì ngay khi biết được rằng Tommy có qua lại với Ada, một người có dính líu đến cộng sản thì cũng đã bắt nhốt anh, uy hiếp rằng sẽ đụng tới gia đình nhỏ của Tommy nếu anh còn qua lại với Ada. Mặc cho những rắc rối về công việc chính là thế, Tommy vẫn tiếp tục thực hiện những công việc ở bên lề, như là tổ chức một buổi từ thiện dưới danh nghĩa của gia đình Shelby theo ý của Grace, đồng thời tặng cô một sợi dây chuyền có đính viên đá quý Sapphire, thứ mà được Romanov chi trả cho anh coi như là chi phí cho phi vụ trước. Xảy ra cùng lúc với những công việc của Tommy là một số rắc rối khác xoay quanh John. Cụ thể là vào hôm tiệc cưới xảy ra, Lizzie vì đang qua lại với con trai của Vincent Changreta, một ông trùm của băng đảng người Ý, nên Arthur và John đã đốt nhà hàng thuộc quyền sở hữu của hắn ta, coi như là cảnh báo. Vậy nên, đích thân ông Vincent tới để cảnh báo cả hai. Vì quá tức giận và quyết không nhượng bộ, John đã đích thân đến và rạch mặt con trai của hắn ta và đem tới một hậu quả không ngờ. Trở lại với buổi tiệc từ thiện kia, Tommy đã có cuộc gặp riêng với Hughes và người của hắn để nghe về việc Tatiana muốn xem qua trước những chiếc xe tăng. Tommy đã không đồng ý về việc này và cảnh báo Tatiana rằng đây là một quyết định sai lầm. Tuy nhiên thì Tatiana đã bỏ ngoài tai những lời đó và nói cho Tommy nghe về việc viên Sapphire mà Grace đang đeo thực chất đã bị nguyền rủa. Nghe đến chuyện chẳng lành, Tommy đã thuyết phục Grace tháo sợi dây chuyền xuống. Nhưng rồi thì chưa kịp làm gì thì người của Vincent đã đến để trả thù và hắn ta đã bắn chết Grace. Trở lại sau đám tang của Grace, Tommy gần như đã không còn là chính mình nữa. John cùng với Arthur đều đang bất mãn về Tommy. Họ cho rằng anh coi trọng Michael hơn anh em ruột của mình, giao cho người lạ những chuyện hợp pháp, còn anh em mình thì bị bắt làm việc dơ bẩn. Cụ thể là Tommy yêu cầu hai anh em đi bắt sống Vincent để trả thù, cũng như là giết vợ của hắn. Arthur và John sau đó cũng đã bắt sống Vincent về được, tuy nhiên thì cả hai đã tha chết cho vợ của hắn. Tại nơi mà Tommy đang tính chút giận lên gã, Arthur đã tự tay bắn hắn ta để tránh việc Tommy lún sâu vào thù hận. Tạm gác lại nỗi buồn qua một bên thì thông qua Ada, Tommy đã biết được rằng Hugh chính là tay trong phi vụ lần này. Anh ngay lập tức đi gặp người chủ trì phi vụ là bà đại công tước Isabella để báo tin. Thông qua Tatiana, Tommy nói rằng anh sẽ xử lý gã không công, đồng thời cũng cảnh cáo cô không được phép chơi đùa với cảm xúc của anh. Các anh em nhà Shelby sau những ngày vừa qua có phần hơi xa cách, nay đã tề tụ lại với nhau. Tommy cũng thông báo cho cả bọn về kế hoạch đánh cắp 27 chiếc xe tăng thông qua một cuộc đình công lớn sắp xảy ra ở Birmingham. Số tiền được bên phía Nga chi trả sẽ lên tới 150.000 bảng Anh, kèm với cả kim cương và đá Sapphire. Tommy sau đó về nhà và gặp được Tatiana. Cả hai cuối cùng cũng có dịp tìm hiểu và có với nhau một đêm khá điên rồ. Đồng thời thì cô cũng chấp thuận cho việc Tommy trừ khử Hughes. Sang ngày hôm sau, Tommy vì nhận ra rằng người của Nga sẽ phản bội mình, anh đã lên kế hoạch đột nhập vào trong kho chứa tiền của họ để lấy những thứ thuộc về mình. Tuy nhiên thì một số sự việc không như ý khác lại xảy ra. Vì bản tính tọc mạch của Arthur, anh đã kể mọi chuyện trong kế hoạch này cho Linda nghe. Linda cứ thế mà kích động những người phụ nữ trong gia đình chống lại Tommy để được chia phần sau khi phi vụ khép lại. Bản thân Linda thì cũng muốn chồng mình tránh xa khỏi những chuyện chém giết, nên cô cũng có những giao kèo riêng với Tommy về số tiền mà Arthur nhận được. Sau khi tạm thời lo xếp xong chuyện với cánh phụ nữ trong gia đình, Tommy quay trở lại với việc ám sát Hughes, nhưng anh không thể ngờ rằng hắn ta đã biết được trước việc này. Lý do mà hắn nắm thóp được Tommy là vì Polly trước đó đã đến nhà thờ để xưng tội, mà không ngờ rằng mục sư bên kia chính là người của Hughes. Hắn ta đã kể lại toàn bộ kế hoạch ám sát của Tommy cho Hughes nghe. Tommy cứ như thể là cá sa vào lưới. Anh bị đồng bọn của Hugh đánh úp cực kỳ dã man. Hắn ta cũng đe dọa anh phải công khai xin lỗi hắn trước mặt những người chủ trì phi vụ. Tommy dù đã rất mệt mỏi nhưng anh cũng đã chấp thuận và xin lỗi hắn trước mặt mọi người. Đồng thời thì anh cũng nhờ Ada hẹn cho anh một cuộc gặp với người của lãnh sự quán của Nga. Lúc này anh mới tiết lộ kế hoạch của Hugh, đó là hắn ta muốn người của lãnh sự quán biết về cuộc giao dịch này.
Thông qua đó thì lãnh sự quán sẽ đánh bom chuyến tàu vận chuyển 27 chiếc xe tăng kia để ngăn chặn, và vụ nổ này sẽ phá bỏ quan hệ ngoại giao của hai bên rồi kích động đến chiến tranh. Sau khi báo tin này xong thì Tommy cũng ngất đi. Phải đến tận 3 tháng sau thì Tommy mới bình phục trở lại. Với việc vụ cướp đang đến rất gần, Tommy cũng phải ngay lập tức trở lại để chuẩn bị cho mọi thứ. Đầu tiên thì anh hẹn gặp lại Alfie Solomon để nhờ hắn thẩm định lại giá trị của những món trang sức bên phía người Nga sẽ trao đổi. Tommy cũng đã thuê người đào sẵn một đường hầm thông thẳng tới nơi cất trữ trang sức, hòng đánh cắp chúng. Về phía bà Polly, sau một đêm mặn nồng với tình mới của mình, bà trở về nhà và phát hiện ra rằng Michael đã bị lôi vào vụ việc lần này. Và bà cũng nói với Tommy rằng công việc làm ăn sẽ bị phá bỏ nếu như tay của con trai bà bị dính máu. Mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng và vượt ngoài tầm kiểm soát của Tommy khi con trai của anh đã bị bắt cóc bởi Hughes tại buổi gây quỹ từ thiện mà anh đang tổ chức. Hóa ra là hắn ta cũng đã lại một lần nữa nắm được toàn bộ đường đi nước bước của Tommy. Yêu cầu mà hắn đề ra cho anh để đổi lại lấy sự an toàn của con trai là phải trao cho hắn ta toàn bộ số trang sức mà anh lấy cắp được từ người Nga. Và vì Tommy đã liên hệ với bên lãnh sự quán Nga để ngăn chặn việc nổ đoàn tàu, bây giờ hắn muốn đích thân anh phải cho nổ đoàn tàu theo đúng kế hoạch ban đầu, và Tommy đã phải chấp thuận vô điều kiện. Tưởng chừng như là đang có tay trong ở băng Peaky Blinders, tuy nhiên thì sau khi suy xét kỹ càng mọi thứ lại, Tommy phát hiện ra rằng Alfie Solomon mới chính là kẻ phản bội. Anh ta đã ngay lập tức đi tìm Solomon để đối chất. Nhờ sự trợ giúp của Michael khi cậu đã giết cộng sự của Alfie, Tommy đã trên cơ Solomon và buộc hắn ta phải tiết lộ ra manh mối dẫn đến chỗ của Hughes đang giấu con trai mình. Tuy nhiên thì để cho an toàn, Tommy đã không đích thân đi cứu con trai, mà thay vào đó anh đến chỗ hầm đang được đào và đích thân xuống đó để đẩy nhanh tiến độ. Sau cùng thì anh cũng đột nhập thành công vào kho chứa trang sức của người Nga và đánh cắp đi tất cả. Mặt khác thì Michael cũng được giao nhiệm vụ đi giết Hughes để giải cứu con trai Tommy, vì anh là người mà Hughes ít đề phòng nhất. Cuối cùng thì Michael đã không làm người nhà Shelby thất vọng khi anh đã một thân một mình tiến vào và giết hắn ta, cứu thành công Charlie. Nhưng rồi thì một sự cố đáng tiếc xảy ra. Bản thân Arthur và John được giao nhiệm vụ phải cho nổ đoàn tàu vận chuyển hàng kia nếu như Michael thất bại trong việc giải cứu Charlie. Dù rằng Michael đã thành công, nhưng vì hơi chậm trễ trong việc báo tin nên vụ nổ đã diễn ra, khiến cho đoàn tàu nổ tung và 6 người dân vô tội trên đó thiệt mạng. Mọi chuyện khép lại với việc Tommy trao trả lại số trang sức kia cho Tatiana để đổi lại số tiền giao kèo ban đầu. Tatiana thì thay vì đem số trang sức kia đem bán, lại bất ngờ bắn chết người giao dịch để đem chúng về lại với gia đình mình. Mục đích thật sự của cô bây giờ mới được tiết lộ. Đống trang sức mà Tommy và cả Tatiana mất bao công sức lên kế hoạch để cướp, thực chất đều là đồ của nhà Tatiana đã bị đám người Nga kia cướp khi xưa. Sau khi quay trở về nhà, Tommy bắt đầu chia số tiền giành được sau phi vụ này với toàn bộ thành viên trong gia đình. Tuy nhiên thì mọi chuyện đã kết thúc rất bất ngờ với việc cả gia đình nhà Shelby bị cảnh sát ập vào và bắt giữ. Tất cả những thành viên của băng Peaky Blinders có liên quan đến phi vụ kia đều bị kết án tử hình, bao gồm Arthur, John, Michael và Polly. Nhưng may mắn là Tommy đã kịp thời đưa ra bằng chứng hòng buộc tội nhà vua và cả ngày trơ trồ ngay trước khi thi hành án. Nhà vua không còn cách nào khác ngoài tha tội cho các thành viên nhà Shelby để Tommy tiêu hủy những bằng chứng đó. Một năm sau pha chết hụt của toàn bộ thành viên nhà Shelby, cả gia đình nay đã đường ai nấy đi. Tommy thì sau cái chết của vợ vẫn đều đặn hàng tháng giải sầu bên ngoài với các gái bán hoa hạng sang. Ở nhà họ Gray, Michael vẫn giữ được sự tỉnh táo và vẫn tiếp tục làm thư ký cho Tommy. Nhưng nay thì anh đã bắt đầu sử dụng cocaine. Polly thì không được như thế. Bà như phát điên lên và bê tha trong đống whisky và thuốc an thần. Arthur và John thì có cuộc sống rời xa các băng đảng, về quê nuôi cá và trồng thêm rau theo ý hai cô vợ của mình. Mọi việc chỉ dần có sự kết nối lại với nhau khi mà Ada đã từ Boston về lại Birmingham để thăm gia đình nhân dịp Giáng sinh. Ngoài ra thì Tommy cũng bắt đầu tự mình trở lại với việc làm ăn. Anh liên hệ với Jesse Eden, là một người lãnh đạo công đoàn và thuộc Đảng Cộng sản của Anh, là người đứng đầu hàng loạt cuộc biểu tình và đình công ở thời điểm ấy. Cả hai lúc này đây đang không tìm được tiếng nói chung. Tưởng chừng như dù xa cách nhưng tất cả vẫn an toàn. Nhân dịp Giáng sinh, băng Peaky Blinders đã nhận được một lá thư nặc danh đe dọa từ một tay mafia đến từ New York. Kẻ đứng sau chuyện này chính là Luca Changretta, con trai của Vincent. Nhận ra tầm nguy hiểm của chuyện lần này, cộng thêm việc vừa phát hiện ra có một tay gián điệp ở ngay trong nhà của mình, Tommy buộc phải liên lạc lại với các thành viên trong gia đình, hòng gia tăng cảnh giác. Tuy nhiên thì Tommy chỉ liên lạc được với Arthur, John và Esme thì cứ mãi tình tứ với nhau và bỏ qua mọi chuyện, nên anh đã phải cử Michael đến để cảnh báo. Dù nhạy bén là thế, nhưng Tommy vẫn chậm chân. Ngay lúc mà Michael vừa đến thì băng mafia của Luca đã ập đến và bắn chết John, đồng thời đả thương Michael. Sau cái chết đầy đau thương của John, cả gia đình phải nhanh chóng sốc lại tinh thần và đoàn kết lại với nhau để vượt qua chuyện này. Ngay sau đó thì Tommy cũng có một pha vỗ thẳng vào mặt của băng mafia kia. Khi ngay trong đám tang của John, Tommy đã âm thầm liên hệ với Abramaco, là một tay sát thủ đánh thuê để đánh úp và giết được hai tên trong số bọn chúng. Sau sự việc này, Polly đã đến bệnh viện nơi mà Michael đang được điều trị để yêu cầu cậu cùng mình đến Úc lánh nạn.
nhưng Michael thì vẫn hết mực tin tưởng Tommy nên đã ở lại. Về phía của Tommy thì bên cạnh việc hợp tác với Aburama để chống lại băng mafia thì anh còn đồng ý với hắn việc hợp tác trong một vụ cá cược xoay quanh những trận đấu quyền Anh. Chuyện bên lề thì tạm thời xong xuôi, nhưng chuyện làm ăn thì không hề đơn giản như thế khi mà Eden đã phát động việc đình công trong công xưởng của anh. Chưa dừng lại ở đó, Luca Changreta, rắc rối to bự nhất mà Tommy phải đối mặt, cũng đã đến tận văn phòng tìm anh. Hắn đến để đưa ra một lời đe dọa cực kỳ đanh thép dành cho Tommy. Hắn tuyên bố là sẽ xử tất cả các thành viên trong gia đình của Tommy trước rồi mới đến anh. Lợi dụng lỗ hổng an ninh trong công xưởng của nhà Shelby khi các công nhân đình công, hai tên thuộc hạ của Luca đã lẻn vào và xém chút nữa lấy mạng của Arthur. May mắn sao là anh đã tỉnh táo để giải quyết một lúc cả hai tên bọn chúng. Quay trở lại chuyện của công ty Shelby, bà Polly đã tỉnh táo trở lại và bắt tay vào việc. Cả gia đình cũng có một cuộc họp ngay phòng bệnh của Michael để bỏ phiếu việc ai sẽ là người kết liễu Luca. Dù Tommy vẫn muốn Arthur sẽ là người làm chuyện này, nhưng Polly thì lại không muốn thế. Bà đã kêu Linda đến để quyến rũ Arthur trong văn phòng, hòng khiến cho anh bỏ lỡ cuộc họp. Arthur vì không đến nên Aburama là người được chọn để kết liễu Luca. Về phía của Luca thì hắn ta đã giữ liên lạc với Polly, hòng đâm sau lưng Tommy. Lúc này đây thì Polly đã ra điều kiện cho Luca rằng hãy tha cho Arthur và Michael để đổi lại lấy cái mạng của Tommy. Để đón đầu Luca, Tommy suy đoán rằng người tiếp theo mà hắn nhắm tới chính là Arthur. Vì thế mà anh đã cho băng Peaky Blinder vây hãm xung quanh nơi được cho là sẽ xảy ra cuộc đọ súng hai bên. Tuy nhiên thì trải qua một khoảng thời gian không có động tĩnh gì, Tommy mới phát giác rằng Michael mới là người mà hắn ta đang nhắm tới. Và quả thật là vậy, Luca cùng băng nhóm của hắn đã đến nơi, nhưng hắn đã không xuống tay với Michael mà chỉ nói cho anh nghe về thỏa thuận của Polly. Bản thân của Michael sau khi nghe chuyện cũng không nói lại cho Tommy biết. Nhưng rồi thì sự trên cơ của Luca cũng không kéo dài được bao lâu. Trên quãng đường đang tháo lui của mình, hắn bị Aburama phục kích và bắn chết được hai tên. Luca cùng với một tên thuộc hạ khác may mắn chạy được. Đồng thời thì ta cũng biết được rằng Lizzie có thai với Tommy, cũng như là Polly đang sắp xếp ngày giờ hòng bắn đứng Tommy. Ở một diễn biến khác thì Tommy đang nhờ Ada đi thuyết phục Eden đứng về phía của mình và dừng việc đình công lại. Tommy cũng liên lạc một lần nữa với kẻ thù cũ, Alfie Solomon, để dàn xếp cho vụ cá cược quyền Anh. Ngày được Polly sắp xếp và báo lại cho Luca cuối cùng cũng đã đến. Tommy rời đi một mình và băng mafia của Luca đã nhanh chóng bám theo. Nhưng rồi thì bước ngoặt đã xảy ra khi mà trên thực tế thì Polly chưa bao giờ bắn đứng Tommy cả. Thỏa thuận của bà với Luca thực chất đều dựa trên kế hoạch của Tommy. Theo kế hoạch đã định, Tommy dẫn dụ băng của Luca đến nơi đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ súng ống. Anh dễ dàng chơi trên cơ được so với hắn. Cuộc đấu súng hai bên xảy ra dữ dội, phần nhỉnh hơn sau cùng đã thuộc về Tommy sau khi anh đã bắn hạ được 3 tên trong số bọn chúng và mặt đối mặt được với Luca. Tuy nhiên thì trước khi cả hai kịp thời động thủ với nhau, cảnh sát đã bất ngờ ập đến và chấm dứt trận chiến. Tommy sau cuộc đấu súng khép lại thì chia sẻ chiến tích này cùng với gia đình cũng như đón nhận Lizzie và đứa con của cả hai sắp chào đời. Ngoài ra thì sau khi giao Michael cho băng của Aburama bảo vệ, Polly cũng đã nảy sinh tình cảm với hắn ta. Luca sau khi sự việc tổn thất nặng nề cũng đã liên lạc với Solomon để lên kế hoạch đâm sau lưng của Tommy vào ngày diễn ra trận đấu quyền Anh. Về phía phe Cộng sản thì Ada bất ngờ bị đại tá Ben Younger bắt giữ. Nhận ra rằng quá khứ liên quan đến Cộng sản sắp sửa làm khó dễ em gái mình, Tommy cũng đẩy nhanh mối quan hệ với Eden hòng khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Đến với tập phim cuối cùng của mùa 4, ngày diễn ra trận thi đấu quyền Anh lớn nhất vùng cuối cùng cũng đã đến. Điều kiện mà Tommy đặt ra cho Bonnie, con trai của Aburama cũng như là võ sĩ quyền Anh chất lượng mà anh sở hữu, rằng nếu anh ta chịu được đến hiệp thứ tư rồi mới hạ đối thủ của mình, thì anh sẽ nhận về 20% tổng số tiền cược. Thế là trận thi đấu diễn ra tương đối hấp dẫn. Bonnie chịu trận trong suốt 3 hiệp đầu và cuối cùng thì khi vùng lên ở hiệp thứ tư, anh đã dễ dàng đánh bại đối thủ và gom tiền cá cược về cho băng Peaky Blinder. Nhưng thực chất thì đây không phải là những sự kiện chính, mà trong lúc diễn ra trận đấu, Arthur đã phát hiện ra hai tay huấn luyện viên bên băng của Solomon có những dấu hiệu kỳ lạ nên đã âm thầm bám theo một tên trong số bọn chúng ra sau cánh gà. Rõ ràng là có chuyện thật khi mà hắn ta đã chờ sẵn và siết cổ Arthur bằng sợi dây cước của mình. Tommy sau đó cũng bám theo Arthur và chỉ kịp bắn chết tên kia sau khi hắn đã siết cổ và khiến Arthur nằm la liệt dưới sàn nhà. Cả gia đình Shelby ngay lập tức rơi vào khủng hoảng. Tommy cũng rất điên tiết và la lối trên khán đài, mặc cho phần cá cược thắng nghiêng về phía của mình. Trở về nhà sau trận đấu, Tommy yêu cầu Michael chuyển sang New York làm việc vì anh cho rằng anh ta đã phản bội mình. Kế đến là trong khi đám tang của Arthur diễn ra, người mẹ góa chồng của Luca đã đến và gặp Tommy. Bà cho rằng mọi chuyện đã diễn ra công bằng và để cho chuyện này khép lại thì bà yêu cầu Tommy phải giao hết tài sản của anh cho Luca nắm giữ. Nhận ra là thế lực của Luca đang bành trướng một cách vô cùng mạnh mẽ, Tommy không còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị đó. Nhưng sau cùng, tất cả mọi thứ lại nằm trong tính toán của Tommy. Tại cuộc giao dịch, Tommy bắt đầu lật bài ngửa với Luca. Anh tiết lộ rằng Michael đi đến Mỹ thực chất là để liên lạc với các đối thủ của Luca, đồng thời lan truyền khắp nơi về việc lực lượng của Luca đã tan vỡ hoàn toàn. Cấp dưới của hắn bây giờ chỉ là những kẻ làm công ăn lương, không máu mủ gì về hắn cả, nên chúng sẽ làm theo lời kẻ trả tiền cao hơn. Nhận ra mình bị chơi khăm và bị vượt mặt,
Luca tức điên lên và lao vào ăn thua đủ với cả Tommy, nhưng hắn đã bị anh đấm cho không trượt phát nào. Đồng thời thì một Arthur bằng xương bằng thịt bất ngờ xuất hiện và trao cho hắn một viên đạn quyết định. Mọi chuyện khép lại sau khi Tommy giải quyết ân oán xong với con lươn Do Thái Solomon. Anh cũng dừng việc làm ăn lại một thời gian để lui về ở ẩn. Nhưng rồi thì quá khứ về súng đạn, về tiền bạc cứ đeo bám Tommy, khiến cho anh lại phải một lần nữa quay về Small Heath. Tommy lúc này đây đã chiếm được cảm tình của Eden và được cô tiết lộ cho toàn bộ tên tuổi, địa chỉ liên lạc của các thành viên thuộc Đảng Cộng sản. Với những thông tin chi tiết này, Tommy đã ra yêu sách với nhà vua về việc để anh trở thành nghị sĩ quốc hội. Và sau cùng thì cuộc tranh cử cho vị trí này cũng thuộc về Thomas Shelby. Bước sang ngày 29 tháng 10 năm 1929, Tommy liên lạc ngầm với Arthur thông qua một bốt điện thoại bí mật và được Arthur thông báo rằng việc có một lá thư nặc danh được gửi tới với bí danh là Angels of Retribution. Nội dung chính của bức thư đều là những câu từ thể hiện tầm vóc của một băng đảng bí mật, cùng với lời răn đe rằng chúng không biết Peaky Blinders là lũ quái nào. Kết thúc cuộc gọi với Arthur, Tommy liên lạc sang Finn và ra lệnh cho cậu báo tin lại cho Aburama và Isaiah đi giết một tên trong số bọn kia để giàn mặt. Cũng như là anh không quên khuyên rằng Finn hãy tránh xa ra khỏi vụ này. Nhưng rồi thì Finn muốn thể hiện bản thân nên đã đi theo, để rồi chính cậu đã bị trúng đạn. May mắn là Aburama và Isaiah đã giết được tên kia và sơ cứu được cho cu cậu. Trong lúc mà vị thế tại quê nhà của băng Peaky Blinders đang bị đe dọa, tại Mỹ, Michael đã làm hỏng chuyện khi việc làm ăn ở đây trở nên thua lỗ. Do thị trường chứng khoán mà công ty Shelby đang đầu tư vào đã bị sụp đổ hoàn toàn. Không còn cách nào khác, Michael đành bỏ của chạy lấy người để về quê nhà. Lúc này đây thì Michael đã có một cô vợ người Mỹ tên là Gina. Tin tức về thị trường chứng khoán ở Mỹ đã sụp đổ, sau cùng cũng đã đến được tai của Tommy. Cộng thêm với việc Tommy biết được rằng Michael đã làm trái ý mình. Đáng lý ra theo như lệnh của Tommy, Michael phải bán số cổ phiếu của mình vào tuần trước. Nhưng rút cuộc thì anh lại chọn cách ôm hết đống cổ phiếu đó lại, dẫn đến việc thua lỗ nặng nề và phá sản của công ty Shelby ở thị trường Hoa Kỳ. Vị thế bị ảnh hưởng, gia đình thì cứ liên tục cãi lời mình. Tommy đành phải tìm đến thuốc phiện để giải sầu. Tuy nhiên thì không chỉ một mình Tommy gặp rắc rối với chuyện gia đình, mái ấm của Arthur cũng sắp sửa bay nóc khi mà Linda không hề hài lòng và cảm thấy rất bất mãn trước việc Tommy cứ bắt chồng mình làm những chuyện dơ bẩn. Sau khi Linda tức giận rời đi, Tommy đã tập hợp một buổi họp gia đình khác tại quán Garrison. Anh tiết lộ người mà Aburama và Isaiah mới đi ám sát là ai và chúng có ảnh hưởng gì. Cũng trong buổi họp này thì Polly cũng đã tiết lộ rằng Ada đang có thai với đại tá Ben Younger, một người da màu đang điều tra về các hoạt động chính trị của đảng phái xã hội chủ nghĩa và phát xít mà Ada đã gặp. Sau khi buổi họp gia đình khép lại, Tommy đến Hạ viện để làm công việc chính trị của mình. Đây cũng là lúc mà anh gặp được Oswald Mosley, là một kẻ theo chủ nghĩa phát xít. Đồng thời thì ta cũng biết được rằng Tommy vẫn âm thầm làm những công việc như ám sát, bịt những đầu mối đang đe dọa đến thanh danh của những thành viên cấp cao và đương nhiên là để lãnh những số tiền bẩn. Bước sang một ngày mới sau một ngày tương đối vất vả. Những trở ngại kia đang ngày càng leo thang khi mà Tommy phát hiện ra con bù nhìn rơm trước nhà mình bất ngờ được mặc bộ đồ của băng Peaky Blinders. Biết có kẻ thù ở gần, Tommy nhanh chóng vác súng ra để giải quyết, nhưng vì quá nóng vội mà anh không nhận ra rằng xung quanh mình giờ đây toàn là mìn. Chưa kịp định hình lại thì con trai của Tommy bất ngờ chạy ra, khiến cho anh mặc kệ bản thân, chạy lại để cứu con trai mình. Vừa thoát nạn xong, Tommy lại nhận được một cuộc gọi nữa đến từ đại úy Swing, thông báo rằng cô vừa bắt sống được Michael ở ngoài cảng và phát hiện ra rằng anh ta đang tiếp xúc với những kẻ thù của Tommy và hỏi xem ý kiến của anh là gì. Dù rất bực bội về Michael, nhưng Tommy vẫn muốn Swing tha cho cậu để về Birmingham xử lý. Dù rằng Tommy đã cứu mạng Michael, nhưng anh cũng tâm sự với Arthur rằng mình nghi ngờ Michael sẽ phản bội và giành vị trí ông trùm của băng Peaky Blinders. Về phía của Michael thì lúc này anh đang được đón tiếp bởi Polly và Arthur. Dù đã làm sai rất nhiều, nhưng Michael vẫn tỏ ra bất mãn với những thành viên trong gia đình. Còn Tommy đã đi cùng Ada đến Hạ viện để gặp riêng Mosley. Cuộc nói chuyện dù diễn ra không mấy căng thẳng, nhưng Ada vẫn khuyên Tommy tránh xa Mosley ra vì hắn ta vừa nguy hiểm vừa theo chủ nghĩa phát xít. Tommy thì lúc này đây lại không quá phòng bị mà chỉ kêu Ada đi tìm hiểu thêm về những gì Michael đang lén lút làm. Tạm gác lại những biến cố vừa qua, Tommy cuối cùng cũng có được cuộc gặp chính thức với Michael, người một mực chối rằng bản thân không có ý định phản bội Tommy. Michael tiếp xúc với đám trên tàu chỉ vì muốn có người chủ trì cho hôn sự của anh và Gina khi Gina giờ đây đã có thai. Còn về đám người kia thì chúng là những người được băng Billy Boy, những kẻ theo chủ nghĩa phát xít và chúng đang gây chiến với băng Peaky Blinders. Cũng trong lúc đó tại một khu rừng, Jimmy McCaven, kẻ cầm đầu băng Billy Boy đã tìm đến chỗ mà Aburama và con trai của mình đang cư trú. Chúng bắn hạ và đánh đập Aburama, sau đó giết rồi đóng đinh con trai của ông lên một thanh thánh giá để dằn mặt băng Peaky Blinders. Tommy và Arthur thì lúc này đây vẫn chỉ tập trung vào chuyện làm ăn. Họ tìm đến một cựu cầu thủ tên là Billy Great và chiêu mộ anh ta vào băng để phục vụ cho việc dàn xếp tỷ số những trận đấu. Tối hôm đó thì gia đình của hai anh em mới bắt đầu lục đục. Arthur và Linda cãi nhau rất lớn và Linda đã bỏ đi. Tommy thì đang cố gắng an ủi Lizzie thì bất ngờ ông Aburama đã đánh đập Johnny Dogs và lôi anh ta đến nhà của Tommy.
tuyên bố rằng Johnny là kẻ phản bội, đã tiết lộ vị trí của ông và ông muốn trả thù cho con trai của mình. Nhưng rồi thì cuộc cãi vã đã bị chặn lại bởi Lizzie, mọi chuyện tạm thời êm xuôi. Sáng ngày hôm sau, Tommy cũng đã làm đám tang cho con trai của Abarama trước khi cùng Arthur và Michael đến gặp Mosley để kết liên minh sau khi biết được rằng hắn ta đang có mối liên hệ với Mark Cavern. Nhưng rồi thì mọi chuyện chưa đi đến đâu thì ba anh em đã để hắn chọc tức. Bất đồng với Mosley, Tommy đã lên kế hoạch với Younger để bắn đứng hắn ta bằng cách xâm nhập vào trong tổ chức của hắn để tuồn thông tin ra ngoài. Ở nhà thì Linda đã tìm đến Lizzie để tâm sự về việc có nên rời bỏ Arthur hay không. Nhưng Lizzie đã khuyên cô suy nghĩ lại. Bà Polly thì đến viện để đưa Abarama đến một trại tập trung ở ẩn. Nhưng ngay sau khi Polly rời đi, Abarama đã tập hợp người đến Scotland để trả thù cho con trai mình. Biết được chuyện, Tommy nhanh chóng nhờ Johnny và Arthur đi gấp đến đó để ứng cứu. Tuy nhiên thì Arthur lúc này đây đang chìm vào trong cocaine nên không thể tập trung được. Để thuyết phục anh trai mình, Tommy trong lúc tâm sự với Lizzie thì biết được chuyện về Linda đang qua lại với một người đàn ông nên đã nói lại cho Arthur biết để cho anh xả giận. Arthur sau khi tìm gặp được người đàn ông kia để tính sổ thì cũng đã chấp nhận đến Scotland để hỗ trợ Abarama. Tại Scotland, Abarama cũng kịp thời dằn mặt được băng Billy Boy trước khi Arthur đến. May mắn là người nhà Shelby cũng đã đến kịp và đưa Abarama đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mặt khác thì Gina ở nhà cũng đang tỏ vẻ mình đang nắm thóp được Michael và cô đang muốn cùng Michael sang New York sinh sống khi đứa con chào đời. Sau khi hai phe đã có những màn trả đũa nhau qua lại, Tommy và Mark Cavern cũng đã tạm thời đình chiến để thực hiện một phi vụ làm ăn do chính Tommy dàn xếp. Về chuyện làm ăn thì Tommy đã gặp được một người thuộc hội Tam Hoàng đến từ Trung Quốc tên là Brilliant Chang để thực hiện phi vụ buôn lậu thuốc phiện. Dù tên này có hơi đáng ghét, nhưng số tiền mà phi vụ này đem lại sẽ bù lỗ được cho một nửa số tiền mà Michael đã làm mất ở Mỹ, nên Tommy đã thông qua. Việc đình chiến với băng Billy Boy đã khiến Abarama không hài lòng vì không thể trả thù cho con trai của mình. Tuy nhiên thì Tommy đã bù đắp cho ông bằng vụ hôn sự với Polly, nên Abarama đã vui vẻ chấp thuận. Ngoài mặt thì tỏ ra vẻ mình ổn và có thể tính toán được mọi chuyện. Nhưng Tommy lúc này đây đang rất hỗn loạn. Giống với Arthur, thuốc phiện đang làm khổ anh. Sự ảo tưởng và khủng hoảng đã khiến cho Tommy nghĩ quẩn. Đến với buổi tiệc vào tối ngày hôm sau do Tommy mở ra để chiêu đãi mọi người, anh đã thuyết phục Mosley ký vào một biên nhận sẽ gián tiếp tố cáo hắn ta. Abarama cũng nhân lúc cuộc vui đang diễn ra mà cầu hôn với Polly. Michael cũng nhận được sự chấp thuận của Gina về cuộc giao dịch mà Tommy sắp sửa tiến hành. Và cuối cùng thì là một sự kiện không mấy vui vẻ. Linda đã đến với sự phẫn nộ mà mém chút nữa đã bắn chết Arthur. May mắn là Polly đã can thiệp kịp thời khi bắn vào vai của cô. Tommy, Arthur và Polly đã phải tạm gác lại buổi tiệc để sơ cứu cho Linda. Đến khi cô tỉnh lại thì quyết định sau cùng của Linda đó là rời bỏ Arthur và gia đình Shelby mà đi. Mặt khác thì trong lúc nhà Shelby đang mải mê về chuyện gia đình, Mosley đã có một bài diễn thuyết cực kỳ hào hùng trên sân khấu về chủ nghĩa phát xít của mình và hắn đã nhanh chóng lấy lòng được toàn bộ khách mời ở đây. Tommy thì không để tâm lắm về sự việc này vì anh đã có bằng chứng tố cáo hắn ta. Nhưng rồi thì khi cố gắng đưa nó cho Younger để tố giác hắn với các quan chức cấp cao, một vụ đánh bom đã xảy ra và Younger đã mất mạng. Ada sau đó cũng đã biết về cái chết của người tình mình. Dù rất đau buồn, nhưng Ada cũng thừa nhận rằng cô chỉ coi Younger như một người bạn và anh ta thậm chí còn chưa biết được cô mang thai với anh. Thông báo tin buồn cho Ada xong, Tommy nhận ra không còn cách nào để lật đổ Mosley nữa. Anh đã tìm đến một trại tâm thần để gặp một người cộng sự cũ thời chiến của mình, nói rằng anh sắp sửa được cứu để thực hiện phi vụ ám sát Mosley. Vào buổi tối trước ngày mà phi vụ diễn ra, Tommy có cuộc gặp mặt với ông Winston Churchill tại nhà của mình. Anh được hỏi về mối liên hệ của mình với đảng phát xít. Tommy đã tiết lộ rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài, hòng che giấu đi hành động mà anh sắp sửa thực hiện. Sáng ngày hôm sau thì một cuộc họp gia đình đã được diễn ra. Tại đây thì Michael lại một lần nữa chọc tức Tommy khi đưa ra lời đề nghị tái cơ cấu lại công ty Shelby, cũng như là Michael muốn lên nắm quyền. Còn Tommy thì hãy đừng đứng ra lo công chuyện nữa vì người Mỹ không thích làm ăn với bộ máy giang hồ thế hệ cũ. Đương nhiên là lời đề nghị này đã bị bỏ ngoài tai và anh đã đuổi cổ Michael và Gina đi. Bỏ chuyện bực tức qua một bên, anh giới thiệu với những người xung quanh về Barney, người cộng sự bị tâm thần mà anh vừa cứu ra khỏi trại. Dù đầu óc không bình thường, nhưng tay nghề bắn tỉa của gã này vẫn rất cừ và sẽ có ích cho việc ám sát. Đồng thời thì Tommy cũng biết được rằng ai đang là kẻ phản bội bên trong băng, đó là Mickey, một tay pha chế đang làm việc ở quán Garrison. Chính là người đã tuồn thông tin ra bên ngoài nên anh cũng đã xử bắn hắn ta. Việc sắp xếp trước khi phi vụ diễn ra còn một bước nữa, đó chính là anh cần một đám đông làm loạn ngay buổi diễn thuyết của Mosley, hòng đánh lạc hướng để ám sát dễ dàng hơn. Nên anh đã đi đến tận Margate, nơi mà ta lúc này đây được tiết lộ rằng Alfie Sullivan vẫn còn sống. Tommy đã thuê hắn ta cùng các cộng sự để gây rối vào hôm đó. Những bước chuẩn bị đã xong, phi vụ được bắt đầu. Tuy nhiên thì trước khi mọi thứ diễn ra, Finn đã vô tình tiết lộ chuyện này với Billy. Và bây giờ thì ta mới biết được rằng hắn ta cũng là một kẻ nằm vùng để bán thông tin ra bên ngoài. Đến với buổi diễn thuyết của Mosley, thì tại đây Tommy đã gặp lại được Jesse Eden đang biểu tình ở bên ngoài chống lại chủ nghĩa phát xít và anh đã giải cứu cho cô khỏi sự đàn áp của cảnh sát và nói cho cô nghe rằng mình không phải là người như cô nghĩ.
Nhưng rồi thì phi vụ mà Tommy đã dày công chuẩn bị đã đổ vỡ hoàn toàn. Sau một đoạn diễn thuyết của Mosley, đám người biểu tình của Solomon đã ập vào. Tommy ra hiệu cho Barney, nhưng rồi ngay trước khi Barney kịp bóp cò thì anh đã bị một kẻ lạ mặt bắn chết. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi Abarama tưởng chừng như đã ám sát được Mark Cavern thì cũng bị một kẻ khác can thiệp và giết hại ngay trước khi ông kịp làm gì. Arthur đáng lý ra cũng là một nạn nhân, nhưng nhờ phản xạ nhanh nhạy của mình mà anh đã may mắn thoát chết. Sự tan vỡ có lẽ là những từ dễ hiểu nhất dành cho tình cảnh hiện tại của Thomas Shelby và của băng Peaky Blinders. Mùa thứ 5 của bóng ma Anh Quốc khép lại với việc Tommy điên cuồng lao ra ngoài với một khẩu súng trên tay đang chĩa thẳng vào đầu của mình. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong 5 mùa phim của bóng ma Anh Quốc. Liệu có chi tiết nào mà chúng mình đã bỏ lỡ hay là còn điều gì về Peaky Blinders mà các bạn muốn Way to Weird Movie chúng mình làm hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird, out.